chớp ngân thù. Mình ở bên Mỹ về không có mang theo được cái gì ngoại trừ bịch dầu nóng thôi. Mình đi qua những quà biếu người phương xa, mỗi người một chai dầu nóng, muỗi nó cắn ở đâu bôi vào trong đó dẫn đốt nó bôi được không ạ? Tên của cô, chào cô bác. Cái này của anh à. Chiều ngày hôm nay mình cũng qua đến lại hữu nghị mình biếu mấy ông quân nhân ở bên Hưng Yên ấy, vâng. Người trai vâng. Cảm ơn anh. Cái này gọi là của một đồng công một nén, không có mang được nhiều vâng. Tại vì mang được một túi thôi, tại vì đi nhiều quá vâng. Không được mang nhiều vâng. Bỏ lại anh chỉ mang được một túi thôi vâng. Cái này nó hạnh phúc hơn em đấy, nó bay nửa vòng trái đất sang đây. Vâng. Đây, anh ngồi bên này. Ok, mình ngồi đây. Thầy ngồi nữa đây. Anh. Trông như là bao thuốc lá nhỉ? Từ một dầu nóng. Dầu nóng. Dầu nóng rất tốt này. Vâng. Nghe nói là cao Việt Nam mình cái cao tròn tròn này ở bên đấy là hot. Bán ở cao sao vàng á? Cao sao vàng. Ba, chỉ 3 đô một cái. Cao ngoài, ngoài có được quý. Điều gì bên này không? Mình thấy không? Thế Lệ ơi, thì nhân đây mình cũng tặng bác Phượng cái áo dư luận viên luôn. Đây là món quà. Giờ là vợ. Ok, mình có cái gì là mình dùng ngay, mình không để ngay. Vâng. Coi như là cùng lòng cũng. Vâng, đồng lòng cùng các bạn trẻ trong nước. Đấy. Vâng. Mình mặc không ngay. Để lâu rồi nó nguội. Vâng. Bỏ hay mang loại ha. Quá vừa rồi. Quần áo của Mỹ. Quần áo của Việt Nam. Đây là chiếc áo niềm tự hào của các bạn trẻ. Đầu tiên nó là cái sự mỉa mai, trân trọng, nhưng mà dần dần trở thành cái niềm tự hào của các bạn trẻ. Ba củ su hào lương chửa thấy nhưng còn giận cháy thì vẫn chăn. Đấy. Người Việt Nam ở Hoa Kỳ thân tặng. Đây là bạn Thủy Dương cũng ở Quận Cam, cũng ở phố Bôn Sa. Mình sẽ kiếm ra cái thằng cha đó. Không, cô gái. Mình sẽ kiếm ra đi cô đó. Ồ, vâng. Mình kiếm là phải ra đây anh ạ. Vâng, nó có Facebook mà. Thế? Vâng, Facebook của nó là Thủy Dương. Mình sẽ có cửa nhà cô ấy. Vâng. Mình giống như ông này. Không kiếm với tôi, kiếm là ra. Đây bác ạ, đây củ su hào. Cộng đồng bác ủ. Đây là đoàn viên của cái đoàn mình. Hi. Hi. Thưa bác, cháu được biết bác là một cháu được biết bác rời Sài Gòn năm 1974-1975. Bác chia sẻ cho mọi người cùng biết cái tình trạng của Sài Gòn bây giờ. Cảm ơn các bạn, mình rất là vui mừng và hãnh diện được ngồi bên cạnh những người Việt Nam. It was great, we missed you. We have to hang around with my people over here. Well, I can understand, that takes priority, so. But we still have two moments to hang together. We'll be fine. Thôi bây giờ mình cứ nói chuyện tháng 4, từ mùng 1 tháng 4 đến tối 29 tháng 4. Sài Gòn lúc đó rất là hoảng loạn, bao nhiêu tin đồn rất là kinh dị. Bây giờ mình hiểu
những cái tin đồn được phổ biến ở trên công chúng khi mà quân giải phóng vào, điều đầu tiên họ tìm sẽ tìm những người con gái Việt Nam ở Sài Gòn mà ai mà có móng móng tay, sơn móng tay, họ sẽ rút móng tay. Điều đầu tiên mình rất giận. Hay một cái điều thứ gì nữa đó, một cái tin đồn nữa đó, là khi mà bộ đội đi vào Sài Gòn thì những người con gái Sài Gòn nhẹ ngay sẽ phải làm đám cưới với những người thương binh. Sài Gòn là hoảng loạn, lo sợ. Tại sao cố tình họ làm như vậy? Tại vì chỉ có sự lo sợ thì người ta mới hành động điên cuồng chống lại. Tôi rời Sài Gòn tối 9/4. Thì đến mãi sau này, 10-15 năm sau, khi quân giải phóng bước vào Sài Gòn, đài truyền hình, đài radio, nhà máy đèn, nhà máy nước, trường học, bệnh viện vẫn làm việc. Và điều đó chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất trong quân sự của thế giới, chỉ xảy ra được một lần từ bây giờ ở Việt Nam và sẽ không được lặp lại đến 1000 năm sau. Thưa bác, là gần 40 năm sống tại nước Mỹ thì bác có cái suy nghĩ gì về đất nước Việt Nam ạ? Khi bác sống ở Mỹ ạ? Tức là cái quá trình diễn biến tư tưởng, diễn biến hiểu biết của bác về đất nước. Mình đổ bộ vô thành phố Boulder, Colorado tháng 10 năm 1975. Tôi có 23 tuổi độc thân và thì đến một buổi tối nào tháng 11 ban đêm đi ra ngoài đường nhìn xuống cái thành phố đó, mình biết hiểu là ở Hòa Bình như thế này. Mà mình được đi ngoài đường không có hỏa châu, không có tranh sáng, không có tiếng đại bác bắn từ đây đi vào một hầm, không có dây nghiêm, khám xét. Một người mình sinh trưởng ở trong Nam, mình lớn ở trong Nam thì cái hòa bình nó là một cái điều là không ai được quyền nghĩ đến. Vì khi chiến tranh xảy ra, nếu mà mình nghĩ đến hòa bình là mình bị ghép vào cái tội minh hòa, phản chiến và kẻ thù của chế độ. Từ giây phút đó mình hiểu được là rất Việt Nam thôi, bây giờ quê hương đã mình thực sự và mình đấy là cảm nhận đầu tiên về Việt Nam từ những giây phút đầu. Việt Nam bây giờ quê hương những người chiến sĩ mình còn đánh nhau nữa. Thưa bác, bây giờ một số người vẫn cho rằng là những người hiến nhân Việt Nam Cộng Hòa khi xưa ấy bị đi cải tạo ấy, họ bị đánh đập, họ bị bỏ đói, họ chịu rất là khổ sở đấy. Thì bác nghĩ sao về cái ý kiến này ạ? Khi mà người ta kiếm chuyện đó cô, đủ mọi thứ để kiếm chuyện. Cuộc chiến tranh của ở Đông Dương, ở Việt Nam mình từ những năm 1965, khi mà cuộc chiến tranh càng ngày càng nặng độ thì ở Sài Gòn, những người con trai, học sinh, sinh viên đã nói về một chiến tranh phi nghĩa. Thì mình hiểu cái
suy nghĩ là cái gì nhưng mà mình cũng không có áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày thế nào. Và đến khi được qua đến bên này thì mình tìm ra một điều thế này: tất cả những lý do mà nhà nước Hoa Kỳ nói chuyện với đồng nhân dân Hoa Kỳ ở bên này và những lý do người dân ở trong Nam phải cầm súng đi chiến đấu thì nó thay đổi theo thời gian, lý do thay đổi mà đến 29 tháng 4 và nhất là 30 tháng 4 năm 1975 thì tất cả những cái lý do đó đều biến thành vô nghĩa, đều là những lời giả dối. Đúng không? Thưa bác, là một người đã sống tại miền Bắc trong cái thời kỳ sau 1975, thì bác có thể chia sẻ về cuộc sống của người dân lúc đấy và cái chính sách của mình đối xử với những người thuộc diện HO được không ạ? Thì trong cái sau khi 30 tháng 4 năm 1975 thì cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của đảng và chính phủ Bác Hồ đã được thành công, thống nhất đất nước, và đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi lục địa. Thì sau mấy chục năm chiến tranh từ Pháp rồi đến Mỹ, thì Bắc là một cái hậu phương lớn của cả nước, trải qua những chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nền kinh tế mà coi như thế là bao cấp, phụ thuộc dân tình thì làm việc bằng hai để coi như thế là tất cả trong miền Nam được thịnh. Thế nên là tất cả những cái gì mà ấy nhất là đều truy viện cho miền Nam để làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thắng lợi. Thế nên là trải qua sau chiến tranh thì nó cuộc sống của nhân dân trong xã hội nó nhiều cái mà còn phải bị coi như thế là bó hẹp trong cái giai đoạn chiến tranh vừa mới xong thì phải khắc phục hết. Một là sang tăng ra sản xuất lao động để mà kinh tế phát triển, hai là chấn chỉnh lại về vấn đề an ninh chính trị. Lúc đó thì miền Nam vừa mới giải phóng xong thì nhà nước nhiều vấn đề cũng là tập trung để mà coi như thế là những cái anh em của chế chính quyền cũ để đi học tập cải tạo để thay đổi cái tư duy tư tưởng. Thì trước là người ta bị nhiều sọ nhiều quá nhiều đấy, nhiều sọ quá nhiều về vấn đề tức là cuộc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam, và do như thế cho nên sau này là mục đích của cái cuộc mà để mà đi gọi là đi cải tạo học tập và đi học tập để thay đổi cái tư duy đấy, tư duy cũ bây giờ anh để nhận thức đây là cái việc trước mình như thế nào, cái gì đúng cái gì sai đấy, để người ta về tư tưởng. Thế, sau đó cả một quá trình như thế đi thì tất nhiên là cái lúc đầu ấy thì là chưa đến mức độ mà phải kéo dài đâu. Thế nhưng vì cái hoàn cảnh bối cảnh lịch sử lúc đó nó là xảy ra chiến tranh biên giới phía Nam phía Bắc thù trong giặc ngoài, cho nên là buộc là lúc đó phải kéo dài cái thời hạn của những người mà đi học tập, bởi vì lúc ấy mà để công ra ngoài thì loại hết. Cho nên là cái đó là cái mà trong khi những người đi học tập cải tạo đó thì đều được đối xử tử tế đàng hoàng. Trong khi đó anh em chúng tôi cái lúc thời đó là ăn ngô ăn sắn ăn khoai đói khổ, thế nhưng mà những cái người đi đấy là người ta tuy đang khổ nhưng làm sao khổ được bằng ở ngoài đấy. Thế và có những người ta không chịu được cái khổ thì người ta quậy phá rồi người ta chống đối lại đấy. Thế thì nguyên tắc nếu mà anh vi phạm kỷ luật thì anh phải bị xử lý được ở đâu thế thôi. Thế thì chính bị những cái xử lý đó, nhưng mà nếu so với cái xử lý của cái chính quyền cũ với cái quân bộ đội của mình rồi những cán bộ của mình thì nó một giờ rồi, làm sao mà so sánh được, cái đó không thể so sánh được đấy. Thế nhưng mà cái rất mừng là sau 40 năm đến hôm nay chúng ta có đất nước chuẩn bị kỷ niệm ngày thống nhất đất nước thì thấy là cuộc sống của nhân dân dần dần được đảng nhà nước chứ rồi chính phủ lo toan từng việc một, làm cái gì làm trước cái gì làm sau. Trong một xã hội không thể hôm nay người làm một cái là sau ngày phải từ từ đấy, mà hướng tới tương lai thì rồi nó kỷ niệm năm nay 40 năm nó khác, mà đến kỷ niệm tới 45 năm 50 năm thống nhất đất nước thì đất nước Việt Nam nó sẽ khác, và các cái thế hệ các con cháu của mình bây giờ nó bé này nó lên nó được hưởng cái hòa bình thanh bình, chứ bây giờ chiến tranh đấy như các nước bây giờ thấy đấy, đổ máu dân tình khổ ngày bom đạn
Đây là giới thiệu luôn, xin giới thiệu bác Hồ ở Bảo Trương là nguyên là gì đấy. Trân trọng cái tiếng nói có chất quý giá của cái bác giải thích mình hỏi cái độc lập tự do. Ừ, bác Phượng nói. Mình muốn xin thêm một phần này khi mà nói chuyện về những người lính Cộng Hòa đi cải tạo. Tối ngày hôm qua mình nói chuyện cũng ở đây đây, trên phòng mình được nói chuyện này bác sĩ Tuấn. Anh mới nói một điều thế này là mấy ông ở trong nhà tù, sĩ quan của Cộng Hòa trong Nam ở trong nhà tù để không đủ thức ăn. Chúng em ở ngoài này phải bươn chải từng ngày một để có được. Khi mà anh nói như vậy thì mình hiểu ngay. Vì cái bạn bè đồng ngũ của mình thì cái đội nó chỉ có 200 người thôi. Cái phán của mình 200 người thôi. Thì đến khi mà vào trại cải tạo đó, khoảng chừng 130 mấy người. Thì đến năm 1992 như vậy, mình có cái chương trình ô. Thì mình ở bên đó là mình qua đầu tiên là thì mình thu dọn anh em lại. Thì mình cứ thu dọn từng người một. Thì điều đầu tiên mình nghe là con than đói. Khi con than nó quát rồi bây giờ thôi mình cũng không có nói. Nhưng mà được mình một câu hỏi đầu tiên mình hỏi là có nào chết không? Không ai chết cả. Vâng. Câu thứ nhì mình hỏi là có nào bị cái thẹo gì không? Cái thẹo. 130 mấy người, thưa các em, chỉ có một người tên là Lê Văn Minh, bạn mình cũng sinh năm 1952, tao bị thẹo, mình chân tao. Mình hỏi tại sao mình bị thẹo? Tao bị cùm đấy. Tại sao mình bị cùm đấy? Tao chống đó. Nó phải chuẩn mà nó không chết. Mình nói đến con số đó đó. Để đến sau này trở lại công chuyện với nhà tù cũ quốc. Họ lập ra chỉ tượng 20 năm thôi. Nơi đó là họ giam giữ tù binh. Tổng cộng từ ngày mà họ lập cái trại từ đó đến ngày họ chấm dứt là họ giữ 40.000 người. Đến bây giờ năm ngoái nhỉ, họ mới tìm ra là có khoảng hơn, họ đã tìm ra 4.000 người chết hoặc bị giết chôn trong những mộ tập thể ở Phú Quốc, một con số là 10%. Thì mình cũng rất mừng là cách đây khoảng chừng 5-7 năm mình có theo cái đoàn của Mỹ về mổ mắt thực hiện ở trong Sài Gòn. Mình có nói chuyện với được anh Nguyễn Trọng Xuất, anh Nguyễn Trọng Bình. Anh ấy nói là thế này, anh lớn hơn mình mấy tuổi. Anh Phượng ạ, từng thước đất của Việt Nam nó thấm không biết bao nhiêu là máu đau khổ người Việt Nam cũng không cần đấy. Mình có thể thu dọn lại câu chuyện dài 40 năm mà quả thật như vậy. Vậy sau rất nhiều năm sống tại nước ngoài, khi mà trở về Việt Nam thì bác thấy đất nước bây giờ, đất nước mình đã như thế nào? Lần đầu tiên tôi đi máy bay từ Hoa Kỳ vào Hà Nội. Mình có ra Hà Nội mấy lần nhưng mà chỉ có đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thôi. Có lần mình đi xe lửa. Khi mình vào đến Hà Nội, tại vì mình biết là khi mà mình nhập khẩu vô một quốc gia nào thì mình phải khai là cái này cái kia có mang bao nhiêu tiền rồi hỏi rất nhiều, có bệnh hoạn gì không. Mình ngồi máy bay mình đợi mãi chẳng thấy người cha nào nó đưa cái giấy tờ gì cho mình khai. Bước vào rời khỏi máy bay, bước vào cái trường đội bài chẳng thấy ai nói. Mình kéo theo thùng đồ, theo thùng hàng, đồ cá nhân. Mình đặt lên trên cái máy mới loại. Máy soi không? Bác khỏi loại. Từ đó mình mới hiểu như là cái sự tự tin, cái sự an ninh của Việt Nam mình. Vâng. Coi như là tuyệt đối chứ không phải không. Mình có thể san sẻ. Và cái điều đó, khi mà chính quyền mà họ nói họ có tự tin về an ninh, thì cái người dân họ rất là sướng, họ không bị
Sau khi trở về đất nước rồi thì sau này bác có nguyện vọng gì về, bác có nguyện vọng trở lại Việt Nam không? Mình nói với cái đoàn của mình là từ giờ trở đi, năm nay mình 63 tuổi, thời gian thì cũng còn nhiều nữa, từ giờ trở đi mỗi năm mình sẽ phải về Việt Nam một lần, làm cái việc đầu tiên là làm cái việc tiếp tục làm cái việc khảo sát về bom mìn chất độc da cam và chất độc da cam. Đấy là cái chiều hướng, lời hứa của mình với bạn. Dạ vâng, bác đã về Việt Nam rất nhiều lần, bác cũng đã có một thời gian lưu trú lại Việt Nam thì bác thấy về cái quyền tự do ngôn luận, về nhân quyền dân chủ ở Việt Nam như thế nào ạ? Nói chuyện về tự do nhân quyền nhé, cái giá trị mà cao nhất của nhân quyền là sự tự do cá nhân. Mình có nói mãi, thành phố Hà Nội của quý vị khoảng 5 triệu người, mà nếu mà mình thi hành cái luật mà nhân quyền theo cái tiêu chuẩn người Mỹ, tức là hàng năm ở đây này mình phải bắt 500.000 người bỏ vào nhà tù, 10% dân số. Mà mình biết không, cái điều đó không phải. Tại vì chiều ngày hôm nay mình bước ra ngoài Hà Nội, bước trên đường phố một buổi chiều thứ sáu như là tất cả những chiều thứ sáu đó, bao nhiêu người đi bộ rầm rang trên phố, mình nói mình kiếm mãi không thấy xe cảnh sát, không thấy công an nào cả. Cái sự tự do của Việt Nam, sự yên bình của Việt Nam, cái điều đó là cái điều mà người Mỹ chỗ mình ở rất là thèm muốn. Tại vì nếu mà cái chuyện này nó xảy ra ở thành phố mình thì mình sẽ có một con đường ngắn thế này, mình có 5-7 cái xe cảnh sát mà bao giờ cũng đã có đó, và cảnh sát sẽ đi tới đi luôn. Thế vậy là xin phép bạn Lệ nhé. Thưa bác, là bác về Việt Nam khá là nhiều lần rồi, và trong những lần đấy bác về Việt Nam là bác có những thay đổi về những tư tưởng của mình, những thay đổi về suy nghĩ của mình về đất nước mà nó không đúng với những gì mà báo chí hải ngoại hay là những người bên hải ngoại nói về đất nước Việt Nam ấy. Thì sau những lần đó thì những cộng đồng người Việt, cộng đồng hải ngoại ấy, và những cái lần chủ yếu là những người chúng tộc cực đoan ấy, có hành vi và đối xử với bác như thế nào sau những lần nữa? Are you tonight? We would like to talk to our friend. Family? Yes. Gia đình? How do you say family? Family is gia đình. Gia đình. Good night. Good night. Good night. How's your meal? Oh, very good. Good deal. Very good. Meet the Suzon. Quay ba cái. Suzon. Bị ám ảnh những điều ông ta đã làm. Việt đi dừng TV. Kiên nhảy. Hôm nay ông là người đầu tiên chủ sứ tôi ngày nay. Bị ám ảnh nhanh. Ám ảnh về những chuyện đã làm, chuyện đã chứng kiến ở Việt Nam. Về đây trong những công tác cuối cùng của cuộc đời. Trả lời câu hỏi đấy của cháu ấy, thì cháu muốn hỏi bác là những lần bác về Việt Nam này, những tư tưởng của bác thay đổi, suy nghĩ của bác về đất nước Việt Nam có khác đi so với lại những suy nghĩ của những người chống cộng cực đoan bên hải ngoại ấy, thì sau những lần về vậy thì những người chống cộng cực đoan ấy có hành vi, có lời nói là đối xử với bác như thế nào? Thưa anh, thế này, mình nhớ một cái may ngay từ những giây phút đầu tiên đến Mỹ, việc đầu tiên mình làm, cố gắng làm và đã làm được là nghe những tin tức phát thanh từ phía này. Đầu tiên là mình nghe radio, sau đó là mình coi đài truyền hình. Mình nghĩ ở bên Mỹ đó, bây giờ hiện tại có khoảng 100 triệu, hơn 1 triệu người, khoảng 200 triệu người. Mình là người đầu tiên nghe được chương trình phát thanh từ Hà Nội. Đài tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1977. Và mình là người đầu tiên nhờ người Mỹ thiết lập một hệ thống antenna dish để bắt được cái làn sóng TV phát hình từ mình ở Mỹ. Mình nhìn người Việt Nam đến Mỹ từ năm 1975 đến 85,
95, 2005, 2015 tiếp tục có những người đấy. Mỗi người đi đến Mỹ, rời Việt Nam ở thời gian khác nhau và những cái bối cảnh khác nhau. Vâng. Đặc biệt là những người sĩ quan ở trong nhà tù, mình hiểu chứ? Mình hiểu là cái người chấp trận, cái điều đầu tiên khi mà họ có được lại tự do thì họ sẽ làm một cái điều thế này. Họ làm một cái điều là họ thứ nhất là phục hận. Điều quan trọng thứ hai nữa là họ xây dựng lại những cái gì ngày xưa họ đã có. Đấy, thì mình được cái may, mình không có bị ảnh hưởng về những chuyện báo đài, tinh thần chống cộng. Với hôm qua anh nói là anh không nên tích hưởng với danh từ chống cộng cực đoan, nhưng mà anh dùng cái danh từ là khác hưởng chính nghĩa. Mình nghĩ là đại khái đến bây giờ mình nhìn cái số người ở bên Mỹ về lại Việt Nam rất là đông, rất là đông. Điều đó nói lên cái điều gì nào? Điều nói là dù đi đến bao nhiêu xa, dù mang bao nhiêu cái tâm hồn phức tạp, nhưng mà bao giờ người Việt Nam mình phần đông là dính líu đấy. Cái điều đó là điều mình rất mừng. Em rất hiểu. Anh gần như là một cái người Việt Nam mà sớm nhất tìm mọi cách để nắm tin tức, nắm sự thật về đất nước Việt Nam. Năm 77, anh đã gom được $300 để mua được một cái radio để bằng mọi cách để bắt được sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam để biết được cái tình hình, cái sự thật của đất nước. Cái đấy đúng là gọi là cái bệnh thì không phải anh ạ, nhưng mà có gọi là cái nghiệp tình báo, đúng không? Bởi vì anh xuất thân từ người lính tình báo, đúng không? Đấy, đấy bác ạ. Cho nên ấy là bác Phượng biết tình hình sự Việt Nam, sự thật về đất nước rất sớm. Cháu rất hiểu, nhưng mà cháu đang thì cháu muốn nói là như chú Hùng chẳng hạn. Chú Hùng chắc là bác biết chú Hùng là chủ bút của ABC Hải Ngoại đấy. Chú ấy khi chú ấy về Việt Nam và chú ấy công tác, chú ấy viết báo và viết đưa những thông tin sự thật từ Việt Nam ra Hải Ngoại. Và có rất nhiều những người mà như bác nói là bất đồng chính kiến đấy, họ phản đối, có những tiếng họ phản đối, họ tẩy chay, họ bằng mọi giá họ đẩy chú Hùng ra khỏi cái cộng đồng người Việt Hải Ngoại ở Hoa Kỳ. Vậy bác có bị những hành động như vậy không? Mình đã bị cái hành động đó là từ năm 1971. Năm đó một buổi tối ở nơi mình ở, chưa có con, mới lập gia đình thôi, mình có mấy người bạn ở trong phố đến gõ cửa mua nhà, xin quyên tiền mua võ khí gửi về Việt Nam xây dựng lại cuộc chiến tranh. May mắn lúc đó trong nhà mình còn một cái thùng hàng, mình phải mua quà gửi về Việt Nam. Mình nói anh đợi mình tí, vô trong nhà mình kéo cái thùng hàng ra, chưa đóng tại vì chưa có đủ, mình chỉ mặt cái thế thôi. Mình có gửi về Việt Nam thì mình gửi về cái kim, cái chỉ, cái quần, cái áo, cái kim gài đầu cho mấy cô em gái, chứ còn anh nói chuyện mà súng ống đạn dược một xem mình không có. Kể từ đó thì kể từ đó đến giờ đến cái chuyện mình về Trường Sa, đến cái chuyện mình nói chuyện này chuyện kia, tất cả họ kinh khủng lắm. Tại vì mình làm việc về luật pháp và hình sự, nó không giống đúng mình, mà họ giữ một cái khoảng cách rất là xa, kính trọng. Chỉ có một lần thế này nè, lần đi Trường Sa về tháng 5, thì tháng 8 đám cưới của con gái mình đã nhận được những cái người đe dọa phá cái đám cưới của người ấy. Mình kêu hai người đến văn phòng mình, nói là mình chỉ mặt các anh muốn làm cái gì, các anh biết chỗ tôi làm việc ở đâu, nhà tôi ở đâu, muốn cái gì thì
thì muốn. Mà cái đám cưới của con gái của tôi là anh phải để yên nó ra. Mà quả thật là như vậy. Đám cưới của con gái mình xảy ra trong là vui vẻ. Mình được cái may trải nghiệm những cái sự khủng bố từ năm 1981. Thực ra những cái điều đó đối với mình là không quan trọng. Mình cũng nghĩ về cái chuyện đó. Thì đến sau này nó có mình nghe một người nào nói là bác ơi con chó nó sủa thì nó sủa nó không cắn đâu bác ạ. Mà quả thật như vậy. Trở lại câu hỏi của cháu ấy thì cháu muốn hỏi bác là những lần bác về Việt Nam này những tư tưởng của bác thay đổi, suy nghĩ của bác về đất nước Việt Nam nó khác đi so với lại những suy nghĩ của những người chống cộng cực đoan bên hải ngoại ấy, thì sau những lần về vậy thì những người chống cộng cực đoan ấy có hành vi, có lời nói là đối xử với bác như thế nào? Thưa anh, thế này, mình nhiều một cái may ngay từ những giây phút đầu tiên đến Mỹ thì cái việc đầu tiên mình làm, cố gắng làm và đã làm được là nghe những tin tức phát thanh từ phía này. Đầu tiên là mình nghe radio, sau đó là mình coi đài truyền hình. Mình nghĩ ở bên Mỹ bây giờ hiện tại có khoảng 100 triệu, hơn 1,5 triệu khoảng 2 triệu người. Mình là người đầu tiên nghe được chương trình phát thanh từ Hà Nội, đài tiếng nói Việt Nam từ năm 1977. Và mình là người đầu tiên nhờ người Mỹ thiết lập một hệ thống antenna dish để bắt được cái làn sóng TV phát hình từ Hà Nội. Mình ở Mỹ, mình nhìn người Việt Nam đến Mỹ từ năm 1975 đến 85, 95, 2005, 2015 tiếp tục những người đấy. Mỗi người đi đến Mỹ, rời Việt Nam ở thời gian khác nhau và những cái bối cảnh khác nhau. Vâng. Đặc biệt là những người sĩ quan ở trong nhà tù, mình hiểu chứ? Mình hiểu là cái người thất trận, cái điều đầu tiên khi mà họ có được lại tự do thì họ sẽ làm một cái điều thế này. Họ làm một cái điều là họ thứ nhất là phục hận. Điều quan trọng thứ hai nữa là họ xây dựng lại những cái gì ngày xưa họ đã có. Đấy, thì mình được cái may, mình không có bị ảnh hưởng về những chuyện báo đài, tinh thần chống cộng. Với hôm qua anh nói là anh không biết thích hưởng với danh từ chống cộng cực đoan, nhưng mà anh dùng cái danh từ là khác hưởng chính nghĩa. Mình nghĩ là đại khái đến bây giờ mình nhìn cái số người ở bên Mỹ về lại Việt Nam rất là đông, rất là đông. Điều đó nói lên cái điều gì nào? Điều nói là dù đi đến bao nhiêu xa, dù mang bao nhiêu cái tâm hồn phức tạp, nhưng mà bao giờ người Việt Nam mình phần đông là dính líu. Cái điều đó là điều mình rất mừng. Em rất hiểu. Anh gần như là một cái người Việt Nam mà sớm nhất tìm mọi cách để nắm tin tức, nắm sự thật về đất nước Việt Nam. Năm 77, anh đã gom được $300 để mua được một cái radio, để bằng mọi cách để bắt được sóng của đài tiếng nói Việt Nam, để biết được cái tình hình, cái sự thật của đất nước. Cái đấy đúng là gọi là cái bệnh thì không phải anh ạ, nhưng mà có gọi là cái nghiệp tình báo, đúng không? Bởi vì anh xuất thân từ người lính tình báo, đúng không? Đấy, đấy bác ạ. Cho nên ấy là bác Cượng biết tình hình sự Việt Nam, sự thật về đất nước rất sớm. Cháu rất hiểu, nhưng mà cháu muốn nói là như chú Hùng chẳng hạn. Chú Hùng chắc là bác biết chú Hùng là chủ bút của ABC hải ngoại. Chú ấy, khi chú ấy về Việt Nam và chú ấy công tác, chú ấy viết báo và viết đưa những thông tin sự thật từ Việt Nam ra hải ngoại. Và có rất nhiều những người mà như bác nói là bất đồng chính kiến đấy, họ phản đối
họ lên tiếng, họ phản đối, họ tẩy chay, họ bằng mọi giá họ đẩy Chu Hùng ra khỏi cái cộng đồng người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ. Vậy bác có bị những hành động như vậy không? Mình đã bị cái hành động đó là từ năm 1971. Năm đó một buổi tối nơi mình ở tôi chưa có con mới lập gia đình thôi, mình có mấy người bạn ở trong phố đến mở cửa mua nhà xin quyên tiền mua võ khí gửi về Việt Nam xây dựng lại cuộc chiến tranh. May mắn lúc đó trong nhà mình còn một cái thùng hàng, mình phải mua quà gửi về Việt Nam. Mình nói anh đợi mình tí, vô trong nhà mình kéo cái thùng hàng ra, chưa đóng tại vì chưa có đủ, mình chỉ mặt cái anh ấy thôi. Mình có gửi về Việt Nam thì mình gửi về cái kim, cái chỉ, cái quần, cái áo, cái kim gài đầu cho mấy cô em gái. Chứ còn anh nói chuyện mà súng ống đạn dược một xem mình không có. Kể từ đó thì kể từ đó đến giờ, đến cái chuyện mình về Trường Sa, đến cái chuyện mình nói chuyện này chuyện kia, tất cả họ kinh khủng lắm. Tại vì mình làm việc về luật pháp và hình sự, nó không giống đúng mình. Mà họ giữ một cái khoảng cách rất là xa, kính trọng. Chỉ có một lần thế này nè, lần đi Trường Sa về. Đi Trường Sa về tháng 5, thì tháng 8, đám cưới của quân gái mình đã nhận được những cái lời đe dọa phá cái đám cưới của quân gái. Mình kêu hai ba người đến, hai người đến văn phòng mình, nói là mình chỉ mặt thôi. Các anh muốn làm cái gì, các anh biết chỗ tôi làm việc ở đâu, nhà tôi ở đâu, muốn cái gì thì muốn. Mà cái đám cưới của con gái của tôi là các anh phải để yên nó ra. Mà quả thật là như vậy, đám cưới của con gái mình xảy ra trong vui vẻ. Mình được cái may trải nghiệm những cái sự khủng bố từ năm 1981. Thực ra những cái điều đó đối với mình là không quan trọng. Mình cũng nghĩ về cái chuyện đó. Thì đến sau này nó có mình nghe một người nào nói là bác ơi con chó nó sủa thì nó sủa, nó không cắn đâu bác ạ. Mà quả thật như vậy. Thầy, cháu có một điều thầy muốn hỏi bác là có lẽ vừa rồi chúng ta đã nói nhiều về quá khứ, từ cả hiện tại. Thì đối với bác thì cháu muốn hỏi bác là một người đã từng xa quê lâu như vậy. Đối với giới trẻ Việt Nam, cháu nghĩ rằng là chúng cháu sẽ là những người mà sẽ góp cái phần nhỏ của mình vào xây dựng đất nước. Bác có lời khuyên nào dành cho chúng cháu? Cháu biết là bác rất thích hòa bình và yêu thích cái sự bình yên đất nước này. Vậy thì bác có cái lời khuyên nào cho chúng cháu về một cái tương lai hoặc là những cái hành động mà cháu có thể làm trong tương lai để xây dựng và giữ gìn sự yên bình của đất nước này? Việt Nam đã trải qua một cuộc chiến tranh rất là lâu dài với cái sự hy sinh của người Việt Nam để có được ngày hôm nay một quốc gia độc lập, mình là nô lệ, một quốc gia toàn vẹn. Sự thống nhất trả ra rất là đắt. Và đến giờ này, Việt Nam là một quốc gia duy nhất có một nền hòa bình rất là cao. Nhiều cái sự hòa bình đó, an ninh đó, nó đến không phải là từ trên trời rơi xuống, mà nó đến bằng những sự đóng góp căn bản của những người Việt Nam ở đây, những người thế hệ đi trước. Hơn 170 năm làm việc có được ngày hôm nay. Muốn có hòa bình phải yêu thương, tại vì khi mình yêu thương hòa bình nó sẽ cho mình một cái điều là mình sẽ yêu thương, và trong tình thương đó thì cái hòa bình nó sẽ phát triển. Cái thế kỷ này là cái thế kỷ của Việt Nam, tất cả những cái chuyện mà phải giải quyết những cái mâu thuẫn bằng vũ lực là mình đã giải quyết hết rồi. Mình giải quyết cái chuyện vũ lực với người Hoa Kỳ, giải quyết cái chuyện bằng vũ lực với người Trung Hoa, Trung Quốc, mình đã giải quyết cái chuyện vũ lực bằng vũ lực. Pol Pot. Tất cả. Hòa bình. Mình có nói với người bạn Mỹ, muốn hiểu hòa bình, xin các bạn đến Việt Nam, xin hãy đến Việt Nam. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động,
trong lòng người.